ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Đúng rồi, có tiền là con làm được. Còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Chứ tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà mình thông minh, mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ. Em hòa đồng với mọi người, em thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Em còn một người biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi. Em không thích đàn ông hút thuốc, em không thích đàn ông gia trưởng. Ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với bà mẹ thì ở với bà mẹ, còn không thích thì ở riêng, vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Còn là thích đó. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào khán giả và chào chị Ngọc Lan. Dạ con tên là Châu. Gì Châu con? Dạ Huỳnh Văn Ngọc Châu. Sinh năm 93. Con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online, máy vi tính á. Bên đó Ngọc Châu, bên đây Ngọc Lan á. Rồi, mời nhà gái. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Châu có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Châu. Ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Đúng rồi. Có tiền là con làm được. Không làm bậy thôi. Rồi vậy là tốt. Còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Chứ tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà mình thông minh, mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ. Mình sáng suốt trong những cái công việc của mình, tự mình nghĩ ra, tự mình làm chứ thật ra không ai chỉ hết, nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, hoạt bát lên, chủ động hơn nữa nha Châu nha. Dạ. Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Theo mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm với lại nóng tính. Ồ, điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á. Mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nóng tính là sao? Nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay càm ràm á. Là con bực mình, con không muốn nói chuyện. Quýnh lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được, im lặng tốt. Rồi thôi mình tới với em gái bên này đi. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ em hòa đồng với mọi người. Em thích nấu ăn. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ mà. Mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ hai mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Tính gia trưởng á chị, cho nên là em bên mới... kia gia trưởng là em thì hay mít ướt. Dạ. Nên là không có hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi để chị nói cho bên kia biết luôn. Em cũng dễ tính á chị. Ví dụ như em còn một người biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi. Biết quan tâm. Dạ biết bên quan tâm. Bên kia hơi vô tâm đó. Thấy hơi lúng túng. Em em chỉnh lại. Cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích đàn ông hút thuốc, em không thích đàn ông gia trưởng. Bên kia nãy chị nghe vô tâm thôi chứ chị chưa nghe tới vô tâm là lúc trước thôi, giờ ta thay đổi rồi, bắt đầu ngày hôm nay ta thay đổi luôn rồi. Mà hỏi thiệt là thích con trai cao cao cỡ nhiêu, có ướm ướm thử không? Em thích con trai cao khoảng 1m7. Được, 1m7 được. Chào em. Muscle bắp. Thịt bắp đồ ngon lành lắm. Ngon lành. Cao đẹp mà. Đẹp trai mà. Lô cưng. Bên kia người ta không có thích vô tâm đó. Để em sửa. Em sửa ha. Cái đó sửa dễ mà chị. Bây giờ bao nhiêu mối tình rồi? Có hai. Một á là do là mối tình đầu hồi học cấp 3 á, lâu dài thì mối tình thứ hai. Cách đây cũng 4-5 năm. Do bạn ấy còn nhỏ, tới 5 tuổi là còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi này nọ. Còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình. Chị thấy em rất là đẹp trai nha. Mắt mũi miệng rồi rất là đẹp, hài hòa và body cũng đẹp nữa. Thì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình để mà em livestream, em bán hàng thì nó sẽ tốt hơn? Cái đó em chưa nghĩ tới. Với lại
em cũng không nghĩ là em sẽ livestream để bán hàng. Em livestream được, em livestream, em quay clip, em review về sản phẩm của em. Livestream rủ chị Lan livestream. Em không, em muốn livestream nhờ nhìn rủ chị đi, chị hỗ trợ cho chứ. Trời ơi, đẹp trai ngời ngời vậy mà không livestream uổng quá à. Mốt cầm máy tính lên nè, máy tính này nó đẹp như tôi vậy nè mọi người đó, đại loại vậy. Vậy để mốt em có mở kênh thì em liên hệ chị. Mình phải tận dụng cái ưu thế của mình chứ. Đúng á, chị Lan nói đúng á. Bây giờ mình phải show hàng cho mọi người thấy. Cái nào tốt mình show hàng mọi người thấy. Rồi người ta vô người ta coi rồi sau đó người ta mới nghe về cái sản phẩm của em thì nó đi vào lòng người hơn. Bây giờ làm mai làm mối hay là tư vấn lại chi? Có, tại đây bé nó đẹp trai quá mà nó không chịu xuất hiện cho nên đang là làm mai vậy từ lớn qua tư vấn livestream hả? Nói chung á là ở Ngọc Châu á gần như là đáp ứng được hết cái nhu cầu bên kia, chỉ có một cái vô tâm để qua coi nhà gái coi sao coi. Trời. Nhà gái được dễ thương, cười rất là tươi ha. Rất là xinh gái à nha. Chừng nào lấy chồng được nè? Dạ chắc khoảng 2-3 năm nữa. Hỏi cái tiêu chí bên đây sao nè, để coi bên nhà gái tôi có phù hợp không. Dạ tiêu chí bên em thì đơn giản lắm, biết kính trên nhường dưới. Trời, bên đây dư sức, nhà đúng gái tôi chịu quá. Thôi bây giờ hỏi người thân ha. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với ba mẹ em. Chết cha có ba mẹ đó. Mình nói quá cho nói. Dạ con chào cô chú. Xin trước hết xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Chào thì nói vậy thôi chứ nhớ tánh của Ngọc Chào thì ở nhà nó cũng hiền. Làm nói chung là cũng không thuốc lá, không cà phê, cũng không có nhậu nhẹt, tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ lắm, tại vì nhà có một mình Ngọc Châu, hai chị gái, có gia đình ở riêng, chỉ có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nó lấy vợ về là làm dâu đúng không cô? Ví dụ như mới cưới về thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Trời mà thích ơi. Ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Với lại hai nữa là vậy nè, cô chú cũng còn trẻ. Tại vì cô chú cũng không quan tâm cái chuyện mà làm dâu, không làm dâu. Tại vì cô chú là trẻ tự, cô chú lo được chừng nào sau này cô chú già yếu là hẳn tính. Cô thấy dâu dễ thương, dâu tương lai dễ thương không cô? Thì nói chung là thấy thì bé này thấy cũng được, cũng dễ thương. Hiền lành mà luôn. Tại vì thì nói chung là cô cũng muốn là hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để gặp nhau. Nếu mà ấy được thì tiến tới. Con lên đây lâu chưa? Dạ con lên đây khoảng 5 năm rồi. Dạ. Ủa rồi ở dưới quê là ba mẹ con ở quê hết hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ với anh con ở dưới quê. Đây mà đi về đó bao nhiêu tiếng đồng hồ ta? 160 km. Để bác hỏi cho biết vậy. Dạ. Bác hỏi để bữa nào bác xuống. Tại vì có đứa cháu là lấy vợ ở Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà nó nằm ở gần đài truyền hình Vĩnh Long á. Dạ. Tại vì là cũng có đi rước dâu ở dưới đó, nói là nhà bé nó là gần ở đài truyền hình Vĩnh Long là. Dạ. Tại muốn hỏi muốn biết ở chỗ nào á, tại vì nghe Vĩnh Long. Đó là đường Phạm Thái Bường. Rồi chú nói giùm con vài câu thấy. Nữ này thì cũng hiền, tạm được. Chứ cũng không có kiểu mà đanh đó. Ví dụ như vậy thì tái cũng tới hơi gạo. Hộp thì tiến tới hôn nhân. Và chú, cô chú ủng hộ 100% ha. Cũng không. Hai bác tiến đi. Dạ con chào hai bác. Từ từ về là nếu mà được là làm dâu nhà này tốt quá. Cô chú rất là phúc hậu liền từ luôn á. Có hai căn nhà cũng đỡ lắm. Bây giờ mình đi với ai nè? Con đi với bạn của con. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây. Điều là em là Quang, là bạn của Hoàng My. Em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cư xử khác. Một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng và độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình. Thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai. Ủng hộ cho em My và bạn nam này sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em.
Bây giờ mình mở rào cho hai đứa. Mở rào. Dài lắm em ơi. Bắt đầu đi Châu. Chào em. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ hơi nặng. Không sao, anh khỏe mà. Dạ. À, cái này thì anh hơi gấp anh. Nếu em bấm nút thì anh bền bù gấp 10 lần. Dạ em nữa. Anh cảm nhận người em như thế nào? Anh thấy em khá là hiền. Nhìn thì giống như bánh bèo. Nhìn thì giống như bánh bèo. Dạ em cũng hơn bánh bèo thiệt. Thì anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại bây giờ. Dạ. Thích bánh bèo hơn bánh ú hơn. Bánh bèo dễ ăn mà chú. Mềm mềm, nó mặn mặn, ngọt ngọt. Em cảm thấy anh sao? À, em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm nay luôn hả? Dạ. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 4 và em cũng làm ở quận 4 luôn ạ. Em ở đó với ai? Dạ, em ở với một chị đồng nghiệp của em. Ở gần thì khỏe hơn. Dạ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua làm chi? Hẹn hò mà chị hỏi chạy qua chi rồi sao chị? Anh thì dạo này bán cũng hơi ế, cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua. Vậy chắc nhà gái còn mong mắng ế hoài quá. Dạ mắng ế hoài là chết luôn á chú ơi. Dạ tại vì anh của em á, thì anh làm bên máy tính thì anh của em cũng bên sửa điện thoại với bán điện thoại. Thì ở dưới quê anh em cũng làm bên cái mạng này. Dạ. Cho nên em hiểu cái này một xíu. Anh vô tâm thì anh vô tâm như thế nào? Ví dụ như người yêu anh bệnh thì anh có bỏ người yêu anh đi chơi không? Cái đó thì không. Thí dụ có ngày lễ lộc gì đó mà anh quên đi được không? Sau này anh sẽ nhớ. Đấy là trước đây thôi. Dạ, dạ cái đó không sao anh. Em không có quan trọng cái vấn đề lễ này kia. Tại vì thường em cũng nghĩ nói với nhau, chúc nhau vài câu là được rồi. Em không có quan trọng quá vấn đề. Rồi bây giờ Châu đến nắm tay My đi. Nói hết những cái tình cảm nãy giờ. Cái mày hiền dữ vậy trời. Cho anh nắm tay em nha. Dạ. Nãy giờ thì anh thấy em cũng gọi là giống cái suy nghĩ của anh á, nó cũng bánh bèo. Nè, còn em bánh bèo đó thì em bánh bèo anh cũng thích như vậy. Dạ. Mít ướt dừa ha. Đừng hết nước nhiều quá cũng hơi đau đầu. Thì anh chỉ vậy thôi. Dạ. Em rung quá. Tướng này là chắc tướng tập gym đúng không? Dạ cũng có. Nói chung là anh thấy em rất là đúng gu của anh. Nên anh rất là mong em sẽ bấm nút. Để mình có thể cho nhau cơ hội để rồi tiến tới xa hơn. Em có muốn nói gì nữa không? Dạ không. Cái này là nó muốn xuống sân khấu nó nói. Rồi thôi về chỗ. Cho tiến hành làm thủ tục thôi. Các bạn sẽ bấm nút, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Bây giờ chính thức là hai trẻ đang hẹn hò với nhau. Cảm giác Châu thì giờ thế nào? Dạ em cũng rất là vui. Rất vui, nói gì với ba mẹ đi. Dạ nói chung là ba mẹ thấy được không? Bây giờ ba mẹ thấy được rồi đó. Con á là ví dụ như là tìm hiểu như với nhau rồi hợp tình hợp lý, rồi ví dụ như cái gì cũng là ví dụ như yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Ba mẹ là mấy chục năm nay nữa mà chưa bao giờ mà ba là chưa bao giờ động tay động chân với mẹ một cái gì hết. Hai đứa hứa đi. Ba mẹ anh dễ rồi em mà. À, con hứa với ba mẹ là con sẽ cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc của mình. Dạ, để mang niềm vui đến cho ba mẹ. Nói với cô chú là
lỡ mà tụi con có gây lộn nhau thì con mét cô chú nha. Dạ không, cái này nếu mà hai đứa có gây lộn thì để hai đứa tự giải quyết. Dạ thật ra thì đôi khi em cũng nên chia sẻ, nếu mà giải quyết không được á, chia sẻ ở đây có người lớn nè, chia sẻ thì có thể ba mẹ ở cái góc nhìn của người lớn rộng hơn thì có thể cho lời khuyên cho tụi em nó tốt hơn. Dạ coi như với Tâm Bình á, mẹ và ba của My cũng đang xem. Chào hai bác, nếu như mà hai bác có xem chương trình này thì con muốn nói với hai bác là con muốn xin phép hai bác cho con được tìm hiểu My, rồi con hứa là sẽ không để My phải buồn hay là khóc nhè nhiều giống nãy. Dễ thương quá. Rồi đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng cho mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình tặng bạn một voucher trị giá 1 triệu đồng từ Tasty Kitchen. Tasty Kitchen là nhà hàng trực tuyến tiên phong trong việc cung cấp giải pháp bữa ăn cao cấp với hệ thống bếp hiện đại và đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. Tasty tự hào mang đến trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp và chất lượng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Bây giờ hai đứa có thể đưa nhau đi cùng trời cuối đất để tìm hiểu nhau nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Trước mắt là đưa nhau xuống sân khấu này.